Hồi mình còn đi học á, tụi mình sợ nhất là kiểm tra mà không giống đề nhau vì bí quá cũng có hỏi bài được đâu. Hôm nay thực hành cái kệ chia buồn cũng thế, mỗi người một kiểu cắm hoa nó cũng khác nhau nữa, có quên bài thì cũng cố nhớ thôi à. Cái khó của cái bài này là dựa vào hai mẫu thầy hướng dẫn, các bạn phải dùng tư duy để vận dụng nó vào cái mẫu của mình. Bạn nào cắm tròn thì phong hoa phải đầy đặn, phải tròn, hoa trên vòng có độ nhấp nhô thì mới đạt yêu cầu. Còn những bạn mà cắm bung đầu thì áp dụng cái bài cắm một mặt để phần hoa nó bung tự nhiên và có cái chiều sâu. Các bạn được làm quen với những cái chiếc lá lớn để tạo ra những cái điểm nhấn thật là hợp lý cho sản phẩm. Thầy sẽ là cái người quan sát và hướng dẫn chỉnh sửa cho từng bạn một. Cuối buổi học là lúc thầy chia sẻ cho các bạn cái cách cột mút nè, cái cách cắm từng kiểu để các bạn biết cách tạo ra nó. Chứ lúc nãy bạn nào cũng lo tập trung cắm cái kiểu của mình, có kịp nhìn sản phẩm của ai đâu. Bây giờ là thành quả của tụi mình đây.